Dear most venerable monks of Sangha, dear most venerable nuns and Dharma friends, first and foremost, I would like to represent all the members here today to respectfully bow to the venerable Sangha, to thank you for sparing us your valuable time to accept our invitation and attend this Chaitanya ceremony to all of us who have an opportunity to obtain greater merits. Con đường hành đạo vẫn còn đang đi, chúng con không biết làm gì, cúi xin dâng cúng tâm y đến thầy. Giờ đây trong không khí trang nghiêm, nương nhờ oai lực Tam Bảo trong ngôi tịnh minh vũ điện, trước sự chứng minh của chư tôn đức trưởng lão cùng chư đại đức tăng, chúng con đại diện cho tất cả các quý Phật tử nơi đây hết lòng thành kính dân y Katina và các loại vật dụng này đến chư tỳ khưu tăng nhập hạ tại chùa Hương Đạo. Kính mong chư đại đức tăng hoan hỷ thọ nhận cho chúng con được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Robes have torn, heels have worn, and still pursuing the path of practice, we don't know much else but respectfully offer three robes to the venerable monks. At this time, in the solemn atmosphere, by the power of triple gems in this Buddhist and shrine hall, being witnessed by the Venerable Sangha, on behalf of all members here today, with utmost respect, we sincerely offer the Chaitanya robes and other requisites to the bhikkhus who have spent the 3 months vasa at Hương Đạo Temple. May the Maha Sangha rejoice and accept our offerings so that we may obtain long-term advancement, benefit, peace, and happiness. Những công đức nào mà chúng con đã làm, đang làm và sẽ làm trong ngày đại lễ dân y Katina hôm nay, chúng con xin dâng quả phước báo thanh cao này đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là chư thiên đang ngự nơi chùa Hương Đạo này. Cầu xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận,
Sau khi thọ nhận rồi, xin quý ngài hộ trì Phật pháp được trường tồn, quốc độ được hưng thịnh, cùng tất cả chúng con được sống an vui hạnh phúc và luôn tăng trưởng thiện pháp. We would like to dedicate all the noble merits that we attained during this Chaitanya ceremony today to all devas in all three realms, especially the devas that are dwelling here at Hundao Temple. May you all rejoice with our merits, and after having accepted them, may you exist in a sustained Buddhism for eternity, keeping our country prosperous and always peaceful, happy, and always improving our characters. Chúng con cũng xin kính dâng phần phước thanh tịnh này đến tất cả các bậc thầy tổ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng. Cầu xin chư vị hoan hỷ với quả phước thanh cao mà chúng con, chư thánh chủ cùng toàn thể quý Phật tử đã làm trong ngày hôm nay. We would also like to offer our noble merits to all great venerable masters, as well as our departed relatives. May you all rejoice and accept the noble merits that we, the representatives, and all the members present today have made. Chúng con xin dâng phần phước thanh cao này đến chư tôn đức tăng, quý sư cô, quý vị tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt hôm nay, đồng đều nhau cả thảy. Hạnh phúc thay được làm người, gặp được chánh pháp nụ cười thiện duyên, giúp tham sân hết não phiền, tùy duyên thuận pháp an nhiên cuộc đời. Sa thú, sa thú, sa thú làm thay. We would also like to offer these noble merits to the venerable monks and nuns, and equally to all members present here today. How very blessed to be born as human, how fortunate to meet the Dhamma. No more greed and hatred, no more sorrows. Living and behaving by the Dhamma is a life of peace and freedom. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phần tác Phật Dân Y Katina. Chúng con chỉ vị đại chư Phật tử đội tam y và quả bát quỳ lên trước Phật đài, xin kính Phật để chư Phật tử nhất tâm hướng về Phật đài để chúng ta thành kính đọc lời tác Phật Dân Y đến chư tôn đức tăng già. We would like to invite the two representatives carrying the robe and alms bowl come up front and please kneel. We'd like to ask everyone to face the Sangha and respectfully recite the book ritual to the Sangha. We'd like to ask Ms. Tan Chu to begin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đại diện chư thí chủ và Phật tử đọc lời tác Phật Dân Y Katina. Xin mời toàn thể quý vị đọc theo con. Nam mô Ca Sa. Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sama Sama Sambuddhasa Sambuddhasa Mayam Bhante Mayam Bhante Sammasattham Sammasattham Sammacandha Sammacandha Sammacittham Sammacittham Sangamma Sangamma Buddham Buddham Dhammam Dhammam Sanggaceva Sanggaceva Dhammam Kattina Kattina Chitwaram Chitwaram Hundao Arangye Hundao Arangye Bhikkhu Sanggasa Bhikkhu Sanggasa Sakkacham Kính bạch chư đại đức tăng, được rõ
cả chúng con có đồng đức tin. Tất cả chúng con có đồng đức tin. Đồng nguyện vọng. Đồng nguyện vọng. Đồng tâm trí. Đồng tâm trí. Tin nơi Đức Phật. Tin nơi Đức Phật. Đức Pháp. Đức Pháp. Đức tâm. Đức tâm. Tin nghiệp và quả của nghiệp. Tin nghiệp và quả của nghiệp. Có nguyện vọng mong chứng ngộ niết bàn. Có nguyện vọng mong chứng ngộ niết bàn. Để giải thoát khổ. Để giải thoát khổ. Tử sinh luân hồi. Tử sinh luân hồi. Cho nên. Cho nên. Tất cả chúng con. Tất cả chúng con. Thành kính làm lễ dân y Katina. Thành kính làm lễ dân y Katina. Cùng với các thứ vật dụng này. Cùng với các thứ vật dụng. Kính xin quý ngài. Kính xin quý ngài. Làm lễ thọ y Katina với tấm y này. Làm lễ thọ y Katina với tấm y này. Để cho tất cả chúng con. Để cho tất cả chúng con. Được sự lợi ích. Được sự lợi ích. Sự tiến hóa. Sự tiến hóa. Và sự an lạc lâu dài. Và sự an lạc lâu dài. Dear Venerable Monks, we all have the same beliefs, same wishes, the same mind. We believe in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. We believe in karma, and we wish for Nirvana and to escape the cycle of reincarnation. Therefore, with utmost respect, we have organized this Katina ceremony with all the requisite to offer to the Venerable Monks who have spent the 3 months rainy season retreat at Hundao Temple. Sadhu, 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 Namo Mục Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi Phật tử tiếp theo là Tăng Sự Thọ Y. Phật này chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Panya Di Pha và Thượng Tọa Aditya Dhamma tụng Tuy Ngô Tăng Sự Thọ Y. Namo Buddhaya. Following the robe offering is the acceptance ceremony. We respectfully invite Venerable Panyadipa and Venerable Aryadhamma to conduct the official Katina robe acceptance ceremony. Giờ này đây, giờ mà chị Tăng sẽ làm lễ thọ y Katina. Ở trong chùa này thì năm nay sư phụ không có ở chùa, chỉ có những sư nhận hạ ở đây. Thì sư sẽ là người nhận lễ y Katina năm nay. Đồng thời trong lúc mà chúng ta làm lễ thọ y thì quý Phật tử chúng ta hoan hỷ không có tiến vào bên trong công viên Sima làm lễ. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Tuna Chibbe Bhante Tango Kijam Tangata Kachina Sivaram Oppanam Yati Tangata Pata Kalam Tango Imam Kachina Sivaram Inyakarata Ekuno The Diya Kachina Atarito Eta Yati Tuna Jibme Bande Tango Ijam Tangata Kachina Apana Tango Imam Kachina Siwaram Panya Karata Vekuna Diti Kachina Acharito Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Imina Uttara Imam Sangha Imam Uttara Sanghe Sangham Pachutarami Imam Uttara Sanghe Sangha
imang utara sangkena pacutrami imang utara sangkang pacutrami imang utara sangkang pacutrami atatang mante sanghasa katanam katinam hamiko katinatharo anumodatha atatang mante sanghasa katinam hamiko katinatharo anumodatha atatang mante sanghasa katinam hamiko katinatharo anumodatha Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Thượng Lão Tăng Thông dựng kinh chúc phúc cho toàn thể chư Phật tử. We respectfully ask Most Venerable Chief Incumbent to lead the chanting. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Thượng Lão Tăng Thông dựng kinh chúc phúc cho toàn thể chư Phật tử. Dear Dhamma friends, with the great nourishes deeds all of you have acquired on this Kathina ceremony today, may you all be well, happy, and peaceful. And may you all receive these five merits from the robe offering: longevity,
great appearance, happiness, wellness, and wisdom. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình là phần hồi hướng công đức của buổi lễ dân y Khasana hôm nay đến thân bằng quý thuộc của mình. Sau đây xin mời chị Vân, chị Nhi hướng dẫn toàn thể chư Phật tử đọc lời hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép được hướng dẫn chư Phật tử đọc hồi hướng của buổi lễ dân y Khasana hôm nay đến thân bằng quý thuộc của mình. Xin toàn thể Phật tử đọc theo con. Idam me Khatina Dhanam Asavakkhaya Vaham Hotu. Nguyện cầu phước thiện dân y Khatina này dẫn dắt chúng con chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não trầm luân. Kính thưa tất cả quý vị, phần phước thiện của nhân viên Thánh Tinh Á ngày hôm nay được thành tựu, được viên mãn. Vật phẩm, vật khí đi người nhiều, người ít. Xong phần phước thiện của buổi lễ dân y Khatina thanh cao này đều phát sanh đến tất cả trong mọi chúng ta, đồng điều nhau cho thảy. Kính xin quý vị đồng hoan hỷ. Sa thư, sa thư, sa thư. Buổi lễ dân y Khasana hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Chúng con nghiêng mình cung thỉnh ngài trưởng lão cùng chư tôn đức tăng trở về tăng xá nghỉ ngơi. Nam mô Buddhaya. The Khasana ceremony has now been completed. We respectfully invite our venerable monks to return to the Sanghavasa to rest. Xin mời quý Phật tử đứng lên và chắp tay để chư tôn đức tăng nghi. Dear Dhamma friends, please rise, put your palms together as a venerable monk. Lesson Ikasakatina lại từ nó không làm nên thầy tu. Nhìn những chiếc y vàng biểu tượng cho chư thánh tăng, người tu sĩ Phật giáo khi khoác vào biết điều gì nên làm. Dòng sinh mệnh giao tiếp nối nhờ y vàng của các tăng sĩ, những người sống đời ly gia truyền thừa chánh pháp phổ độ chúng sanh. Hàng năm lễ dâng y cả xa cả thi na chúng gieo duyên lành và chư tăng tiếp tục công hành hoằng